Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cả trận tái đấu giữa trận thách đấu giữa Hiro Solo và Chinsu. Vâng, ở đây phóng viên thường trú lại quay lại với anh em rồi đây. Và Hiro Solo đâu? Từ từ đi. Chin vẫn là 15 triệu máu, 15 triệu sức mạnh và siêu nhân cấp 1 vô địch cái sơ cấp 1 đúng không? Đúng rồi, còn gì nữa? Còn Hiro Solo là 41 tỷ thần trái đất cấp 3. Vâng, bây giờ trận solo Cấp giữa 2, cấp 2. Vừa cấp 3 đâu. cấp Rồi, 2. ok, vô Rồi, bây giờ Chin sẽ đánh nhau với Hiro Solo. Bé bé mày. Rồi, ok, sẽ thách đấu nè. Chuẩn bị rồi, ok, vô. Vô. Rồi, thôi miên đến từ Hiro Solo. Bắn Ok, Chin rồi. trận đầu tiên. Thôi thua rồi à? Làm 5 trận nha, 5 trận nha. 5 trận nha, chiều. Ra quân. 5 trận, 5 trận đi. Đạo Ok, quân, ok. đạo quân vừa chết à? Chết rồi. Qua đi, qua đây. Vâng, qua đi. một pha thôi miên khá là nhanh đến từ Hiro và một Kame gục luôn. Đó, đúng tức là chiêu mời á, chiêu mời đi. Quân mời đi. À, từ 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 anh em ơi. Có thằng có thằng thách đấu phóng viên 10 tỷ. Rồi ok, chuẩn bị chưa? Trận đấu rồi, thứ hai đã bắt đầu. Trận đấu thứ hai đã bắt đầu. 1-0 nghiêng về Hiro. Bắt đầu đấy. Rồi lại thôi miên rồi. Đạo quân đang đấm Hiro rất mạnh. Rồi. Rồi ơi, thấy chưa? Trời ơi, chúng bãi nơi. Trận thứ hai tỷ số đạo quân đã san bằng tỷ số rất là nhanh. 1-1 rồi. Rồi. Còn 3 trận nữa, anh em quyết đấu kèo BO5 này đến từ anh Bình em Long Biên Game Action. Cá độ không? Anh em tổ chức cá độ đi. Cá độ. Rồi. Mời nhá, mời nhá đạo quân. Rồi. Mời đi. Kèo thứ ba diễn ra. Bém ném ấy. Từ từ phải chuẩn bị hết đấy. Từ từ hóa, anh hóa khỉ cho vui trộn. Rồi. Thấy rồi, San dính Hiro rồi. Đánh đi. Ôi trời ơi. Rồi, Hiro đang bị đấm rất đau. Rồi, khô máu. Ôi ôi. Khô máu rồi. Rồi mình ăn hồi rồi, vàng. Okay. Rồi, Hiro Solo sắp rồi. Còn rồi. 2 trận nữa. Tỷ số bên, nghiêng tỷ số bên là 2-1. Nghiêng về đạo quân. Ok. Ok. Đạo quân mới đâu cơ? Ở đâu? Ở đây thấy mỗi Hiro ở đây rồi, chi nhiều. Ok, chúng ta bắt đầu tiếp. Trận 3 này. Trận 4. Trận 4 bắt đầu. Ok, bắt đầu đi. Rồi, thấy được San trúng rồi. Vâng, một kèo rất là căng thẳng giữa Hiro Solo và đạo quân. Trận đó nó quyết định đây. Không kịp. Rồi, chúng ta vừa nhìn thấy một pha thái dựa San nhanh tay đến từ Hiro và ăn một Kame và một đấm Garlic à? Garlic. Ừ. Dragon, Dragon. Đấm Dragon chết ngay. Vâng. Ừ. Đây là cái trận cuối cùng giữa Hiro Boy 41 tỷ và Đào Quân vô địch sơ cấp 1. Rồi. Ok. Bem anh em ơi. Khỉ đứng giữa đây. Rồi, rồi. Vô. Chơi. Vô. Bình tĩnh. Ăn trộm kia, ăn trộm kia, ăn trộm kia. Ăn trộm kia nó đang lấy vàng của anh. Rồi. Ôi bị choáng rồi. Ơ bị choáng cả hai. Bình luận viên bị choáng rồi. Rồi. Trời ơi, thôi, làm sao cơ. Thôi miên đến từ đào quân. Và đào quân nó thôi miên thành công rồi. Về Chin đánh đi em. Đang thôi miên đấy. Rồi, Chin nhảy vào đánh rất kinh. Chết à? Còn lâu. Hiro còn 900.000 máu. Đúng rồi, ôi, rồi, một trưởng Garlic, một trưởng Kamezoko đã tiễn đào quân đi về quê hương. Ok, ok, bây giờ thì chúng ta đã biết được người chiến thắng. Trận đấu này đã nghiêng về Hiro. Và okay. Bây giờ thì chúng ta sẽ. Cả đấy thì mật khiên. Ơ, để xin xin con nó trộm em ơi, nó trộm vàng anh. Á, à! Nó trộm vàng của mình luôn viên. Mẹ, anh em ơi, sao đánh có một máu nhỉ? Rồi, ăn trộm đang bị đào quân xử lý chút giận. Chết đó. Rồi, bình luận viên bị mù mắt rồi. Em bị lag luôn rồi, kẹt map rồi. Rồi, đào quân đang bị kẹt map sau khi đánh thua Hiro không, Boy. Không di chuyển được này. Từ 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 từ. Rồi, mình đang đấm thằng ăn trộm. Đâu rồi? Nó đâu rồi? Nó bên đây rồi. Bên tàu nứt ạ. Ok, ok, ok. Từ em bị kẹt map rồi. Không di chuyển được. À đây, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Bem đang ăn trộm, mình ăn trộm đâu, chết chưa? Thằng chết rồi. Được 50% rồi. Đánh con đi. Ok, trận tài đấu này rất là tuyệt vời. 9. Chi. Mặc dù rất nhanh tay thái dọa san các thứ và thôi miên nhưng mà sau khi hai kèo quyết định thì Hiro Boy đã thắng. À, 4-5 kèo BO5 diễn ra thì Hiro đã thắng. Vâng. Thôi miên. Anh em chơi hiệp phụ không?
Ơ nhưng mà làm sao đi. Anh bảo làm sao mà phản được cái thái dựa san đấy? Em để san ô choáng ấy, xong rồi đến lúc đợi nó đợi người khác choáng ấy, em bật enter phát là được. Thế là phải chơi lại rồi. Vang cơ lớp. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hiệp phụ. Đào Quân đề nghị hiệp phụ. Ba hiệp phụ. Hiro có đồng ý không? Để nếu mà Hiro chiến thắng thì là chiến thắng tuyệt đối. Rồi ok. Ok, Hiro từ lên chỗ hắn mít đi. Đông quá. Ok. Rồi, hiệp phụ đến từ gọi là penalty đi, đến từ Đào Quân và Hiro. Rồi, Hiro đây rồi. Đào Quân đâu? Đây. Ok. Nào, hiệp phụ giữa Chinsu và Hiro. Let's go. Rồi, ai thấy đó đây chưa đây. Rồi bình luận viên nghiêng về Hiro nhá. Cố lên em okay. ơi. Ok, giờ bắt đầu chưa? Yo. Bắt đầu đi. Rồi, choáng rồi. Hiro nhảy vào đánh đi. Rồi, 1-0 1-0. Vâng, xanh cỏ rồi. Đào Quân gặp cỏ ngay lập tức với trưởng cái dương hạ sát. Lại. Ok. Đến hiệp 2. Đào Quân còn một cơ hội cuối cùng. Yo. Để chơi nó hồi thách đấu kìa, nhanh lên, 6 rồi. Phút nữa bảo trì rồi. Bảo trì rồi. 6 phút nữa bảo trì rồi, nhanh lên nào. Chúng ta sẽ xem quyết đấu. Yo. Rồi. Chín dính. Chín dính thôi miên rồi, vâng. Hiro rất quyết đoán với Kamezoko. Và Đào Quân gặp cỏ 2 lần rồi. Còn một nữa. Để được mạnh nhưng mà. Rồi thì vẫn còn khoảng 6 phút nữa thì server sẽ bảo trì. Thế là bây giờ anh em cứ bem đi. Bem nhiệt tình vào. Thì hết rồi, hết từ bên này. Thôi, tiếp tục clip thôi cha ơi. Thế ok, thì hôm clip này khá là ngắn, khoảng chưa được tiêu chuẩn nhưng mà thôi không sao. Và vậy là chiến thắng chung cuộc dành cho Hiro Boy. Thì anh em có thể nhìn cái link YouTube của Hiro Boy ở dưới phần mô tả nhá. Okay, ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em. Và Hiro Boy đã chiến thắng Đào Quân rồi. Cặm cỏ rất đau. Và hẹn gặp lại Đào Quân trong trận tài đấu lần sau. Ok, bye. Ok, bye bye anh em. Hello và xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với Game Action. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh em một cái nick bán ngọc rồng online tự động. Bán nick ngọc rồng online tự động của một người bạn của mình. Đó là Hiro. Chắc hẳn anh em cũng đã biết Hiro là ai. Hiro là một YouTuber và là bạn của Đào Quân cũng như là bạn của mình. Và cũng đã giúp đỡ mình trong suốt thời gian mình chơi ngọc rồng online. Và hôm nay thì mình mang đến cho anh em cái nick shophirotudong.com. Và mình sẽ để ngay cái link này dưới phần mô tả. Và khi anh em nếu mà anh em nào không có thời gian mua nick, không có thời gian mà chơi, thì anh em muốn có một cái nick thì anh em có thể truy cập vào ngay vào shophirotudong.com để anh em có thể mua được những cái nick vừa với giá tiền của mình và vừa với ý của mình. Trên đây là nick, trên đây là cái trang web shophirotudong.com, một trang web shop bán ngọc nick ở ngọc rồng online. Đó, thì ở đây có tất cả những cái đầy đủ từ trang chủ, tin tức, Facebook admin, kênh YouTube cho đến nạp thẻ nhanh. Thì anh em có thể nhìn ngay dưới đây. Đó, kéo xuống đây là một loạt cái nick đã được bày bán sẵn. Hiro Boy, đây là cái nick. Đó, đây là cái trang YouTube của Hiro. 51.000 subscribe và cũng là một người mà giúp đỡ mình rất là nhiều. Đó, bạn của Đào Quân. Rồi, thì đây có trang chủ, thì giao diện thì cũng ok. Ở đây có thêm phần là lọc theo giá. Giá dưới 50.000, giá dưới 100, giá dưới 300, giá dưới 500, giá dưới 1 triệu và giá trên 1 triệu. Đó, hành tinh, Namek, xảy ra và trái đất. Máy chủ, đủ 7 cái chủ luôn. Và chọn loại thẻ đây. Đó, nhập mã thẻ, nhập series, nạp thẻ. Khi mà nạp thẻ, chúng ta có tiền, chúng ta có thể mua sắm những cái nick online này. Và 100% uy tín. Khi mình đã giới thiệu shop nào thì shop đó 100% uy tín. Và đó là người bạn của mình, thế nên mình mới giới thiệu. Ok, thì ở đây có những cái nick, ví dụ như là hành tinh Namek này. Đó, hành tinh Namek 4 sao, ok, mình thử search thử hành tinh trái đất. Giá dưới 100.000, vũ trụ 4 sao, thử tìm kiếm xem. Đó, có một cái nick 4 sao hành tinh trái đất, thông tin đăng ký ảo. Đó, bấm vào đây 70.000 thôi. Chúng ta sẽ xem chi tiết cái nick này. Cái nick này có áo len Pico, quần vải Pico, găng len Pico, giày nhựa Pico radar cấp 1. Đó, có cả một đệ tử sơ cấp với giáp là 168. Ok, chiêu đấm Dragon. Ok, các thứ. Mua bằng thẻ cao siêu rẻ thì chúng ta chỉ
mất có 56.000 thôi. Và nếu mà mua ngay thì chúng ta mất 70.000. Vậy là chúng ta cần một cái thẻ 50 và một cái thẻ 70. À, một thẻ 20. Ok, quay trở lại với cả shophero.com. Thì anh em có thể tìm những cái nick cực kỳ VIP, ví dụ giá trên 1 triệu. Hành tinh Saiya đi. Máy chủ 6 sao. Tìm kiếm xem nào. Đó, hành tinh Saiya. Ở đến nick Namek mà. Chúng ta xem lại nha. Hành tinh Saiya. Giá trên 1 triệu. Máy chủ 1 sao đi. Vậy là không có nick nào rồi. Nghĩa là anh em có thể tìm kiếm những cái nick mà anh em ưng ý với thu thuộc giá tiền mà anh em có. Đó. Đây, 4 sao không có. Dưới 1 triệu xem. Từ chúng ta thử trái đất nhá. 1 sao. Đó, có 4 nick trái đất này. Đây. Chúng ta sẽ thử vào xem nick này có giá 400.000, 1 triệu rưỡi, 1 triệu 6 và cũng 1 triệu 6 luôn, để mình xem thử cái nick này nhá. Cái nick này, trái đất. Sức mạnh 30 tỷ. Sức mạnh của đệ tử 22 tỷ. Thần Saiya các thứ, cải trang Bulma luôn, chiêu đấm Dragon, Kabezoko, Thái Dạ San. Một cái nick khá ngon đối với giá tiền 1.500.000 và được fix 300.000 khi bằng mua bằng thẻ cào siêu rẻ. Thế nên là anh em nên lựa chọn cái shop này và ủng hộ cho Hero Boy để có thể bán được nhiều nick hơn. Và năm mới cũng chúc anh em vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên người thân nha.